Tôi con mang ơn mẹ suốt đời chưa xong. Ngày xưa má mẹ còn hồng, chất chiêu từng suốt để dặn lòng cho con. Đó là ngày hôm nay để cho con những tấm lòng và cho con những viên gạch hồng được xây đắp cho các con. Những món quà rất là ý nghĩa, tầm bằng nhất là của gia đình luôn hạnh phúc và có sự chứng kiến của các cụ, các ông, các bà, các cô, các chú, các anh chị cũng như là các bạn của chú rể và cô dâu. Trong cầu cung tí đó là ngày đại thắng tốt của cũng như là cơ quan chính quyền hai bên địa phương sẽ được công chính thức làm lễ thành hôn, lễ phục quy cho hai nhà trăm năm hạnh phúc cho hai con. Chúng tôi đã sự đồng ý của hai bên gia đình và sự hợp tác nhất là 100% của chú rể và cô dâu. Và phần đón nhận là giữ món quà khi đeo của đôi dâu về đi. Và cô dâu sẽ bá vai mẹ đây ạ. Và xin mời nhà nhiếp ảnh sẽ chuẩn bị dùng những cái ảnh nhất là ngày hôm nay sẽ ghi lại những khoảnh khắc của tình yêu hạnh phúc.